Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, lưu lượng người dân ở các địa phương khác đến huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau mua sắm trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016 tăng cao. Từ đó cũng ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy nhằm chủ động phòng ngừa, không để xảy ra cháy nổ trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Bên cạnh các lực lượng chức năng của huyện Nam Căn đã thực hiện nhiều biện pháp, thì ý thức của người dân đối với việc phòng cháy chữa cháy cũng tăng cao. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Công an Nhân dân về vấn đề này tại huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Tại các cửa hàng kinh doanh, sạp bán hàng hóa dù lớn hay nhỏ trong chợ nông sản thực phẩm Nam Căn, một trong những chợ trung tâm của huyện, thật không khó khi bắt gặp hình ảnh những chiếc bình chữa cháy được đặt ở những nơi thuận tiện. Thậm chí có hộ kinh doanh còn trang bị cả hai bình chữa cháy. Tất cả họ đều cho rằng phải hết sức cảnh giác, bởi một khi cháy xảy ra thì hậu quả sẽ vô cùng to lớn. Nhà nào hầu như là cũng ít nhất là một bình hoặc là hai bình, không bình nhỏ bình lớn là cũng là bây giờ người dân ở đây rất là ý thức, tại vì sợ cái cháy dữ lắm. Nếu mà đụng chuyện là bây giờ tài sản cơ ngơi là bao nhiêu năm là sạch sẽ hết, nên bây giờ rất là ý thức. Khi mà đụng chuyện là không biết ở nhà ai, nếu mà có chuyện gì là mỗi người là xách cái bình chạy lại liền, nên bây giờ là cái ý thức người dân cũng rất là tốt. Với ý thức của người dân, nhất là các hộ kinh doanh trong chợ là thế, còn đối với ban quản lý chợ và đội phòng cháy chữa cháy của thị trấn Nam Căn luôn túc trực canh gác 24/24 giờ. Ngoài việc chính quyền đã đầu tư mua sắm các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, hiện nay riêng đội phòng cháy chữa cháy của thị trấn đã có 3 máy chữa cháy, tất cả đều được lắp đặt trên những vật dụng tự chế để có thể mang tính cơ động nhanh. Ngoài ra, công tác kiểm tra, bảo quản định kỳ luôn được các thành viên trong đội thực hiện định kỳ và thường xuyên. Từ đây tới Tết thì ban lý chợ có trách nhiệm là khi hàng hóa về đông tại chợ Nam Căn thì chúng ta phải phòng ngừa, dọn dẹp, nhắc nhở bà con dọn dẹp gọn, đừng để cho mà có sự cố xảy ra. Rồi chúng ta phải tập trung vận động các ban ngành xuống vận động bà con mua bình, rồi khi tình huống xảy ra thì bà con có bình xách lại để cứu quả trong khi hỏa hoạn. Bên cạnh đó, với trách nhiệm của mình, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Nam Căn đã tăng cường lực lượng phối hợp cùng với các đơn vị kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở bà con, nhất là các tiểu thương trong khu chợ về cách sử dụng bình chữa cháy và phải tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, ngăn ngừa tình huống cháy nổ xảy ra. Thì đối với lực lượng cảnh sát quản lý hành chính vẫn duy trì liên tục và thường xuyên phối kết hợp với các ngành, cơ quan có chức năng là tuyên truyền vận động của bà con nhân dân chấp hành, ý thức chấp hành và những cái công tác phòng cháy chữa cháy và xử lý nghiêm minh đối với những cái hộ và những cái cơ sở mà là không chấp hành và không đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy, làm sao là hạn chế đến mức thấp nhất là để cho cháy nổ xảy ra trong thời gian Tết là Nguyên Đán. Hy vọng rằng với ý thức cảnh giác cao trong công tác phòng cháy chữa cháy của chính quyền và quần chúng nhân dân tại các điểm chợ của huyện Nam Căn trong dịp Tết Nguyên Đán này sẽ hạn chế đến mức thấp nhất cháy nổ xảy ra để nhân dân đón Tết trong an bình và hạnh phúc.